Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì nhạc cụ Minh Đức sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn lắp chân chữ U của piano, chân kê đàn piano. Chúng ta sẽ khui hộp ra bên trong xem những gì nhé. Riêng nhá, tháo cái ni lông ra. Phần này thì tí nữa mình sẽ tô nhanh một chút nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái thanh ngang nhé. Thanh ngang này đấy. Và chúng ta sẽ kết nối lắp với cả cái thanh chữ L này đấy. Ở đây nó có cái G này đấy, có cái G đây này, chúng ta sẽ lắp nó vào đây đấy. Bóp lại đấy, bóp cái G này lại rồi lắp nó vào đây đấy. Cái thứ hai, cái thanh chữ L chữ 2 làm tương tự nhé. Bóp cái chốt lại, lắp vào đấy. Và chúng ta có được một cái khung như này rồi đấy. Đấy, một cái chân dưới như này rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp lấy cái ống to này đấy. Ống to là chúng ta lắp đầu nào cũng được nhé, hai đầu nó như nhau. Đây, cho cái phần này, phần chỗ này vào cái lỗ to nhất. Đến phần lấy cái lông đen này là một ốc to nhé, chú ý là ốc to giúp mình nhé. Đấy. Lắp lông đen vào đây. Đấy, lắp theo chiều dọc nhé. Cái G nằm ở đâu mình sẽ cài nó vào. Đấy. Đấy. Đấy, ốc vít này mình sẽ căn chuẩn vít vào thôi. Chặt nhé. Đây, một bên. Tiếp theo phần này chúng ta làm tương tự. Đấy. Lại lắp lòng đèn nhé. Đây là xong một cái bộ khung. Quay nó lại nhé. Cái phần đế cao su này nó phải nằm dưới nhé. Thì chúng ta vừa lắp ngược này thì chúng ta quay nó lại. Là được một cái khung như này rồi. Đây, mình chỉnh lại. Đây, quay nha. Đấy. Để chúng ta được một cái khung như này rồi nhá. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái chân đỡ vào đây. Đây, đến cái phần này sẽ cài nó vào đây. Đây là cái ốc này, có cái chỗ ốc ở đây. Đây.
cài nó vào đây, nó vào đây. Chỗ này thì lắp ốc cũng nhỏ thôi. Đây, ốc nhỏ nhá, gói ốc nhỏ này. Cho cái thanh chữ L này nó vách về sang bên phải. Chặt nhé, đấy. Thanh này làm tương tự thế này, thanh này làm tương tự thế. Em chỉ đổi đầu. Bắt chặt, đấy. Cái cung này đúng không? Đấy. Tiếp theo, chúng ta lấy thanh cuối cùng là cái thanh này. Chúng ta sẽ thử nó lên trên, cài nó vào cái lỗ này, nó còn phần cái lỗ còn lại này, chúng ta cài nó vào đây, và cái này chúng ta thì để nhận đấy là có cái ốc này, mình sẽ cho nó vào cái phần đây. Ok, vậy là đã hoàn thiện được cái chân U này, chân cái piano này. Đây, để mình quay cất cảnh lại cho anh chị và các bạn quan sát nhé. Đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp hai cái khớp nối ở dưới trước. Bước hai là mình sẽ lắp nó vào cái phần lỗ ở đây, và bên này sẽ có cái ốc để chúng ta giữ nhé. Đấy. Là bước 2 như mình đã làm ở đầu video. Đấy, tương tự thế nhé. Sau khi bước 1, bước 2 ở lắp xong rồi thì bước 3 chúng ta sẽ lắp cái chân. Ở đây có cái ốc ở đây này. Chúng ta bắt cái chân. Đấy. Bắt hai bên chân. Và bước 4 là chúng ta sẽ cắm hai cái đầu còn lại, cái thanh còn lại này, cái thanh liền đấy. Đấy. Thanh chữ U liền. Chúng ta cắm vào lỗ còn lại ở đây. Đấy. Thì khi cắm xong thì chúng ta sẽ vít ốc. Đấy. Ở đây vẫn còn cái ốc ở đây này, chúng ta sẽ bắt ốc ở đây là xong nhé. Đấy. Lắp cái lồng đen vào đây trước này. Đấy. Ốc to nhá, mình sẽ lắp ốc to vào và mình vặn là xong thôi. Bên này làm tương tự thế nhá. Đấy. Bước này là bước cuối cùng rồi nhá. Đấy. Tổng quan là như thế. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong clip tiếp theo.